toàn cầu bé tí mà. Cầu này gọi là cầu gì đây? Cầu Đa Năng. Ui. Sắp đến khu vực cấm vượt. Cấm vượt đây này. Tốc độ giới hạn 80 km. Đây là biển cấm vượt này. Như vậy là cái đoạn này nó chỉ vào khoảng 300m thôi. Giữa cái biển báo sắp đến và cái biển báo sắp kết thúc khu cấm vượt nó chỉ cách nhau 300m thôi. Như vậy là còn 150m nữa chúng ta sẽ đến cái biển kết thúc cấm vượt. Đoạn này mình sẽ đi rất chậm thôi. Đây đúng không ạ? Ok. Kia là biển kết thúc khu vực cấm vượt. Và khi đã đi đến đây thì chúng ta sẽ hết thông báo. Okay.